Tổ chức vui Tết Trung Thu cho các em nhỏ là hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Mới đây, một chương trình mang tên Vui Tết Trung Thu 2024 đã diễn ra với sự tham dự của rất đông các em nhỏ cùng gia đình. Và đặc biệt hơn cả, đây là dịp để quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Chương trình Vui Tết Trung Thu 2024 tại trường tiểu học Higashi Obase, thành phố Osaka, được chuẩn bị chu đáo bởi cộng đồng người Việt nơi đây và được sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng sự hỗ trợ của bạn bè Nhật Bản. Với mục tiêu không chỉ gìn giữ và truyền tải những giá trị văn hóa đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam đến thế hệ trẻ đang sinh sống tại Nhật Bản, mà còn thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nhật, chương trình đã mang đến không khí lễ hội Trung Thu truyền thống, giúp các em thiếu nhi Việt tại Nhật Bản kết nối với quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc. Chúng tôi ban tổ chức thì bao gồm có là Hiệp hội Hỗ trợ Việt Nhật, Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao vùng Kansai và Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật. Thì những cái hội của chúng tôi thì hàng năm đều tổ chức những cái lễ hội để cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có thể là giao lưu văn hóa và cũng như là hướng đến cội nguồn của dân tộc. Tại chương trình, một không gian Trung thu tưng bừng đã được tái hiện qua phần biểu diễn sinh động của các em nhỏ người Việt với những tiết mục dân gian về chú Cuội, chị Hằng, rước đèn, trông trăng, phá cỗ với hơn 300 chiếc đèn Trung thu được chuyển từ Việt Nam sang. Đặc biệt hơn cả, với tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng sẻ chia sâu sắc, ban tổ chức đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả nghiêm trọng do cơn bão số 3 gây ra. Sau sự kiện, số tiền quyên góp được là 200.000 yên Nhật, tương đương khoảng hơn 34 triệu Việt Nam đồng. Chúng tôi cũng hy vọng tất cả bà con đến tham dự trong chương trình này cùng chung tay góp một phần sức lực của mình để chúng ta có thể ủng hộ, hỗ trợ cho bà con gặp nạn ở Việt Nam. Và bản thân chúng tôi cũng sẽ có những kế hoạch dự định về cái việc trực tiếp về Việt Nam để đến hỗ trợ các bà con tại các vùng khó khăn trong thời gian sắp tới. Đây không chỉ là cơ hội để các em thiếu nhi Việt tại Nhật Bản hiểu và cảm nhận giá trị văn hóa Việt cũng như nuôi dưỡng tình yêu quê hương, mà còn là dịp để giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, tình hữu nghị giữa người dân Nhật Bản và Việt Nam, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về những nét đẹp của văn hóa Việt.